Mời chúng ta cả lớp đã quay lại phòng học và tiếp tục với phần cuối cùng, phần tập cuối cùng cho phần luyện tập phần 1 bài đọc hiểu. Chúng ta sẽ tập một cái bài dài, sau đó là 5 câu đọc hiểu bên dưới. Ok, sẽ làm tương tự như 4 phần trên nhé. Cái từ này là từ amazing mọi người ạ, này là bị viết sai chứ. Meeting the amazing Watkins family, nghĩa là gặp gỡ gia đình thú vị nhà Watkins. Ok, một bài đọc khá là dài và 6 câu hỏi bên dưới. Tôi sẽ dịch cùng nhau dịch qua cái bài này, sau đó đi vào chữa câu hỏi. Ok, gặp gỡ gia đình Walking thú vị đúng không ạ? Các con trai là nhà soạn nhạc và nhạc sĩ được giải thưởng, trong khi thì bố chính là người làm ra các cái nhạc cụ. Toàn bộ gia đình đều là nhạc sĩ thì không phải là trường hợp hiếm. Tuy nhiên, thật là hiếm gặp khi mà có một gia đình mà chỉ gồm mà bao gồm không chỉ người viết, nghĩa là soạn nhạc ấy, người trình diễn của âm nhạc, mà còn cả nhà sản xuất nhạc cụ, gọi là gia đình mà từ người soạn nhạc, rồi người diễn nhạc và đến cả người sáng tác nhạc cụ. Khi các giáo viên trường South Wales, John và Hattie Watkins cần mua cho cậu con trai 10 tuổi hôn của mình một cái đàn cello để phù hợp với tài năng đang nở rộ của cậu bé, thì họ đã gọi là những từ phốt, nghĩa là phản đối, nhưng mà ý là họ đã kiểu nghĩa là rất là phải xem xét về cái chi phí mà phải liên quan. John nói là chúng ta sẽ phải đi xem nhiều đại lý bán hàng khác, và rõ ràng là nó rất là đắt, nên là anh đang nghĩ, chắc là John nói với vợ mình đúng không ạ, nên là anh nghĩ là anh có lẽ là sẽ làm ra một cái đàn như vậy. Anh phát hiện ra rằng là cái khoa gọi là khoa sản xuất nhạc cụ của trường Wales thì không xa nơi mà anh sống. Xin lỗi, đây là tôi ạ, đây là nói với người viết báo đúng không ạ. Tôi đã phát hiện ra là cái trường lớp nhạc cụ ở của xứ Wales, thì không xa nơi tôi sống, và tôi đã đi tham dự các lớp học buổi tối một lần một tuần trong 3 năm. Sẽ phải thay có lẽ 3 hoặc 4 three or four goals. Alter probably nghĩa là gì ạ? Thay thế nhau thì 3 hoặc 4 người sẽ chơi violin. Và anh ấy đã làm học trước đàn cello đầu tiên. Cô nói, cô bây giờ đã 28 tuổi, thêm anh ấy nói thêm, hóa ra thì mọi thứ lại rất là thuận lợi. Ông đã làm cho tôi một cái cây đàn sau đó, và rồi ông đã hiểu được cái đàn. Và đó là cái cây đàn mà tôi vẫn sử dụng cho tới vài tháng gần đây. John kể từ đó thì đã nghỉ hưu với vai trò là một giáo viên để làm việc toàn thời gian như một người làm ra nhạc cụ, đúng không ạ? Làm thợ thủ công đấy. Ông đã làm tới hàng chục chiếc đàn violon một năm, và bán nó cho một trong những người chơi, một trong những gọi là nhạc tay chơi. Tay chơi người Mỹ rất là nổi tiếng, đúng không ạ? Đó chính là James Laredo, người mà được coi là gì ạ? Gọi là
dọc đường lên bánh, cái câu thuật ngữ này nghĩ là rất là thuận lợi, công việc của mình rất là thuận lợi, vẫn làm ra chụp cái đàn và thậm chí đàn bí cầm của chúng tôi báo tên cho mọi người rất là nổi tiếng. Cả Khôn và em trai của anh ấy Thơ thì đều được khuyến khích để chơi nhạc ngay từ còn nhỏ. Đầu tiên là đàn piano. Ngay khi mà tôi đủ lớn thì tôi đã bắt đầu trèo lên và đập vào cái phím đàn. Đó là những gì tôi đã làm, Khôn nhớ lại. Nhưng không lâu sau đó thì trước khi mà cái tiếng gọi là cái đàn cello cuốn hút tôi, vẫy gọi tôi ấy, các bạn của tôi thực sự là rất muốn tôi cho học violin, bởi vì bố tôi, người chơi violin thường chơi nhạc thính phòng, người chơi viola thì thường chơi nhạc thính phòng với bạn bè của mình, và họ cần một người chơi violin khác để có thể tạo nên một cái tạo thành bộ ba dây. Bộ ba dây nghĩa là bộ ba chơi đàn dây ấy. Tôi đã học nó trong khoảng 6 tuần, nhưng mà tôi cũng tôi đã học chơi nó trong khoảng 6 tuần đúng không ạ? Nhưng mà tôi cũng không theo được nó. Bởi vì là tôi rất là thích, rất tính chất chủ ít ạ, nhưng mà bởi vì tôi thật sự là rất thích cái nhân vật người mà chơi đàn cello trong nhóm của bố. Tôi nghĩ ông là một người rất là gọi là cool, rất là gọi là rất là hay, rất là thích thú vị. Khi mà lúc đó tôi mới có 6-7 tuổi. Nên là khi mà ông nói là ông sẽ dạy cho tôi một số bài học, và đó chính là cái sự bắt đầu của tất cả. Sau đó thì họ cũng đề xuất là em trai tôi sẽ học cũng học đàn violin, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng chẳng theo cái nào cả. Bố mẹ tôi thì rất là ủng hộ và thoải mái. Tôi nói tôi không nghĩ là tôi sẽ đáp ứng được cái việc mà bị thúc ép quá nhiều. Và thay vì cảm thấy đe dọa bởi thành công của con, thì tôi thấy rằng mình có điều gì đó đáng để khao khát. Bây giờ đã 22 tuổi, và bây giờ thì anh ấy đã bắt đầu tạo dấu ấn là của riêng mình với tư cách là một diễn nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc. Trong khi đó thì cây đàn cello của John Watkins đã khiến cho con trai của lớn của ông rất là tự hào. Với nó thì Paul đã đạt được cái gọi là giành chiến thắng trong trận chung kết đàn dây của BBC, của cái giải BBC Young Musician đúng không ạ, giải hàng năm. Sau đó thì nhạc sĩ trẻ của năm đấy. Sau đó thì tại độ tuổi đầy hứa hẹn, tại độ tuổi 20 tức là trẻ trung và vừa đầy hứa hẹn, thì anh đã được bổ nhiệm làm nghệ sĩ cello chính trong cái dàn giao hưởng, là giao hưởng của BBC, một cái vị trí mà anh đã giữ cho đến tận năm ngoái, trong khi vẫn đang chơi với những cây nhạc cụ, cái cây đàn của bố mình làm ra. Tuy nhiên bây giờ thì anh ấy đã có được cây đàn, anh đã mua được một cây đàn cello của Francesco Ruggeri, một cây đàn mà được mượn từ gọi là học viện hoàng gia của học viện âm nhạc hoàng gia. Bố không nói gì về việc tôi sẽ tiếp tục đi tiếp hay không. Mặc dù gần đây thì ông đã có cơ hội đúng không ạ, lần lượt để chạy thử một cung đàn, trên dây, và thừa nhận rằng cái kênh mới của tôi, cái cây đàn mới của tôi khá là cái âm của nó khá là hay. Tôi nghĩ là tất cả cái điều mà bố cần có lẽ là khoảng 50% năm nữa, chính là cái năng lượng để có thể trình diễn đúng không ạ, để trình diễn tại một cái sân khấu phòng, một cái phòng hòa nhạc lớn. Mọi thứ cái dạng này là cô đang nói về cái cây đàn của mình đúng không ạ, có nghĩa là cái cây đàn sẽ tích lũy cái độ dày của âm thanh theo cái độ tuổi của nó, cũng giống như cái cây đàn Ruggeri của tôi mà nó đã 304 tuổi rồi. Chẳng bao lâu nữa thì anh ấy có thể thấy phone trên truyền hình chơi cái cây đàn Ruggeri với vai trò là với tư cách là nghệ sĩ tập tấu trong cái đàn, trong cái buổi hòa nhạc cello của Elgar. đây chính là cái trung tâm của cái chương trình chính của cái chương trình thứ hai trong cái loạt series mới
những cái tác phẩm lịch sử, tác phẩm gọi là masterwork, những tác phẩm kinh điển. Lịch sử hoặc lịch sử trình diễn nổi tiếng thì không ảnh hưởng tới cách mà tôi chơi đàn. Anh ấy nói tôi luôn luôn làm nó theo cách của mình, nhưng cô sẽ không thể nhìn thấy chính mình trên truyền hình. Cùng đêm anh ấy chơi ở cùng đêm đó anh ấy đã sẽ chơi ở cái đại hội Cheltenham. Her cũng chỗ vậy, người mà cái bộ tứ chuỗi dây, bộ tứ dây sẽ nhận được một cái gọi là sẽ được buổi công premium, là buổi trình diễn đầu tiên, là buổi trình diễn chính tại hội trường Wigmore cùng tối hôm đó. John và Hattie thì sẽ phải có lẽ là sẽ phải trở nên là ngoại giao và đầy năng lực hơn nữa nếu như mà họ muốn theo đuổi, theo dõi được những cái bước chân của tất cả những đứa con của mình, những cái hoạt động âm nhạc trong suốt những tuần tiếp theo. Ý là các con của họ rất là bận rộn, gia đình rất thú vị đúng không ạ? Gồm cả người bố thì làm ra nhạc cụ, con và người chơi thậm chí là soạn nhạc với những cái nhạc cụ khác nhau. Ok, một cái bài đọc về âm nhạc đúng không ạ? Câu hỏi đầu tiên, vì sao John Watkins quyết định làm một cái chiếc cello? Mọi người nhớ cái đoạn đầu tiên đó là khi mà anh ta có than vãn rằng là đây là cửa hàng khác nhau nó là quá đắt nên quyết định là tự đi học và tự làm ra một cái đàn cello. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ chọn ra đáp án cuối cùng D. He wanted to avoid having to pay for one. Anh ta không muốn phải trả tiền đúng không ạ? Mất tiền cho một chiếc đàn. Ở câu thứ hai thì đã chỉ định rất rõ cái thông tin nó nằm ở đâu. What do we learn in the third paragraph about the instruments John has made? Chúng ta học được điều gì, rất là được điều gì về cái nhạc cụ mà John đã tạo ra đúng không ạ? Mọi người có nhớ cái câu là anh ta đã bán rất nhiều đàn, tài cái đàn, đặc biệt trong đó là bán cho một nghệ sĩ người Mỹ rất nổi tiếng không ạ? Đó chính là thông tin ta cần có, đó chính là câu đoạn ta sẽ phải là B. He's particularly pleased about what happened to one of them. Là anh rất hài lòng về cái gì đã xảy ra về một chiếc đàn đã bán cho một nghệ sĩ nổi tiếng và theo chân ông đi trình diễn. Ở câu thứ ba này, Paul, đây là nói về người con trai cả. Paul first became interested in playing the cello because Paul trở nên rất thú vị với cái chơi đàn cello bởi sao ạ? Mình còn nhớ cái đoạn khi anh ta nói về cái việc lựa chọn đúng không? Là anh ta rất là ngưỡng mộ, anh thấy một người chơi cái đàn cello trong cái ban nhạc của bố mình rất là cool, rất là thú vị, anh ta rất là ngưỡng mộ và ta rất là A. He admired someone his father played music with, đúng không ạ? Hay ngưỡng mộ một cái người bạn chơi đàn của bố mình. Ở câu thứ tư, what do we learn about her musical development? Chúng ta cái đoạn sau về người em trai her đúng không ạ? Về cái sự nghiệp phát triển âm nhạc của her. Tên là đọc hơi khó với her đúng không ạ? Chúng ta biết được điều gì? Thì ở về cái nhân vật này, mọi người có nhớ có câu là anh ta nói rằng là những cái sự thành công của người anh trai trước của cô nha, không hề mang tính đe dọa mà thậm chí là đưa cho ta một cái mục đích để phấn đấu đúng không ạ? Và chính vì vậy thì các đáp án chúng ta sẽ phải là câu C. His father's achievements gave him an aim. Đó là gì ạ? Những cái thành tựu đạt được của anh trai chính là mục đích cho anh ta một cái mục đích để phấn đấu. Ở câu thứ 5 thì câu hỏi là what does Paul say about the Ruggieri cello? Về cây đàn Ruggieri đi làm mà được mượn mà anh đã mang chơi đúng không ạ? Từ cái gọi là học viện hoàng gia, học viện âm nhạc hoàng gia đấy ạ. Thì cô đã nói gì về cây đàn này? Cô nói gì ạ? Mọi người có nhớ không ạ? Paul có nói một chút về cái so sánh ở cây đàn Ruggieri với cây đàn của bố mình. Mặc dù anh ấy nói rằng là gì ạ? Có lẽ là cây đàn của bố mình sẽ cần cái thời gian để cái gọi là cái âm của nó, cái âm thanh của nó dày hơn, giàu hơn, giống như cây đàn Ruggieri 304 tuổi. Đáp án của câu thứ 5 này chúng ta chính là câu B. The cello his father made may become as good as it. Mặc dù ngày nào đó cây đàn cello mà bố mình làm ra, mà cây đàn anh ta cho rất là thời gian rất là dài đấy ạ, thì cũng sẽ trở nên tích lũy đủ cái độ tuổi, cái sự trải nghiệm của nó để có thể tốt như cái đàn Ruggieri. Và câu cuối cùng, what does Paul say about his performance of Elgar cello concerto? Và Paul nói gì về cái việc trình diễn của mình trong cái đại nhạc hội cello của Elgar? Anh ta nói gì ạ? Mọi người nhớ không? Anh ta sẽ là luôn luôn là chơi theo cách riêng của chúng ta đúng không ạ?
thành ra sẽ có cái cách chơi của riêng mình. Và D là đáp án của chúng ta. It is typical of his approach to everything he plays. Luôn luôn là cái điển hình, cái tiếp cận điển hình riêng biệt của mình đối với mọi thứ mà anh ấy chơi, đối với mọi mọi thứ âm nhạc anh ấy chơi. Ok, và đó là cái bài luyện tập cuối cùng, lớp thứ 5 cho cái phần phần 1 của bài kỹ năng đọc của chúng ta. Một bài đọc dài, đúng không? Rất là dài, nhiều từ vựng, khó, câu hỏi thì phải suy luận. Ok, ta kiểm tra lại đáp án nhé. Người lưu ý ghi chép rất cẩn thận cho tôi. Với câu thứ nhất, ta chọn đáp án D. Câu thứ hai ta chọn B. Câu thứ ba của chúng ta là A. Câu thứ tư là C. Câu thứ năm là B. Và câu thứ sáu là D. Ok, thì ta đã hoàn thành xong. Hoàn thành xong cái phần luyện tập cho cái phần 1. Ta sẽ chuyển sang phần 2 của bài kỹ năng đọc. Thì phần 2 của chúng ta vẫn là 5 câu hỏi thôi, nhưng mà nó sẽ là một cái dạng bài khác. Ở đây là gì ạ? Là mọi người thấy cái yêu cầu này. Đầu tiên là họ nói về tiêu đề bài. You are going to read an article about a bird called the kingfisher, chim bói cá. Và có 7 câu đã được cắt khỏi đoạn văn bản. Tôi sẽ phải lựa chọn để điền cái 7 câu này lại và có một câu thừa. Có nghĩa là có 7 chỗ trống mà có 8 câu. Được chưa? Trong bài thi sẽ chỉ có 5 câu thôi mọi người nhé. Nên các anh chị cũng phải hết sức cẩn thận khi chúng ta kiểm tra, ra đọc đề kỹ để xem là cái câu mà chúng ta họ cắt ra là câu nào trong cái câu chúng ta làm. Cái bài cắt từ này này, cái bài cắt câu như này thì là một cái bài khó. Việc của chúng ta thông thường tôi sẽ khuyên mọi người là gì ạ? Ở cái đầu bây giờ họ cũng giới thiệu chung về gọi là cái nội dung của bài. Đây là một cái bài báo viết về một loài chim được gọi là chim bói cá, đúng không ạ? Cách tìm được cái câu mà đi vào đúng chỗ của nó thì ngoài cái việc mà dựa vào một số cái dấu hiệu về liên kết văn bản, cái này phải hơi quay lại một chút với tôi bạn, như là có cái hồ chỉ khứ chỉ, có nghĩa là có những cái dấu hiệu, có những cái đặc từ thay thế trong câu mà chúng ta muốn nó phải có sự liên kết, cũng như là giải thích với nhau, liên kết với nhau thì chúng tạo nên cái sự kết dính trong văn bản. Thì một cái yếu tố quan trọng nữa đó chính là cái ngữ nghĩa vô cùng quan trọng, đó là phải hiểu được cái context, cái ngữ cảnh văn bản. Và muốn được hiểu ngữ cảnh thì bao giờ tạo đọc câu trước không, đúng không ạ? Câu trước cái chỗ điền và câu sau của chỗ điền, ta xem là có cái dấu hiệu gì, đúng không ạ? Dấu hiệu gì về mặt cấu trúc, về mặt ngữ nghĩa để thể hiện cái sự liên kết. Dạ. Với cái dạng bài này thì bao giờ tôi cũng khuyên học viên người thi là gì ạ? Đọc qua hết cả 8 cái câu bị cắt ra. Ta phải biết nó là cái gì đó, đúng không ạ? Sau đó thì đến từng lại đọc lại từ đầu của cái đoạn này và đến từng cái chỗ một ta dừng lại. Và ta sẽ nhớ lại là 8 câu ta vừa đọc qua. Cái 8 câu cắt ra ấy, có câu nào ngữ nghĩa rồi cấu trúc về ngữ cảnh có phù hợp với cái điểm của ta không, đúng không ạ? Có những chỗ nó rất là rõ, rất là dễ, có chỗ nó khó thì ta có thể bỏ qua, ta lại tiếp tục đến sang cái câu bỏ trống số 2. Ta lại cũng làm tương tự, đọc kỹ câu trước câu sau để ta xem là có cái sự liên kết gì về mặt cấu trúc không, rồi lại đặc biệt là về mặt ngữ cảnh ngữ nghĩa không để ta tìm. Ok. Trước hết là với bài tập dạng này chúng ta sẽ làm như thế sau nhé. Vì bài nó khó nên tôi sẽ đầu tiên là sẽ cùng mọi người đọc và dịch qua cả 8 cái câu bị cắt ra khỏi cái ngữ cảnh văn bản của nó. Sau đó ta sẽ quay lại, đúng không ạ? Vừa đọc vừa dịch luôn, rồi lựa chọn 1 trong 8 cái câu cắt ra đó để điền vào cái bài của chúng ta. Ok, vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi từng bước một.
Cái bài giảng cái phần đọc bao giờ cũng là rất là mệt nhất vì à chúng ta phải dịch nhiều và nói nhiều. Trước hết là chúng ta sẽ đọc qua cả 8 câu, tôi sẽ dịch luôn nhé. Câu đầu tiên, câu bị cắt ra, đánh số là từ A đến H này. Đây là lý do vì sao mà một con chim bói cá có thể thay đổi từ màu xanh lam sáng sang màu xanh lục bảo đậm chỉ với một thay đổi về góc nhìn mà ánh sáng, về góc mà ánh sáng chiếu vào bộ lông của nó thôi. Câu thứ hai, nhưng sự quan tâm của anh ý với loài chim bói cá, loài chim mà phổ biến nhất trên thế giới và là thành viên duy nhất của họ chim bói cá sinh sản ở châu Âu thì đang có được sự chú ý. Câu thứ ba, một cái dấu hiệu mà cho thấy cái cảm nhận sâu sắc, cái tình cảm sâu sắc của anh đối với chim nhỏ này là anh không thể xác định được là điều gì đã thu hút mình về đến đến bên nó. Tiếp theo ạ, là các cái hoạt các cái cử động thì đã gửi đi một cái tín hiệu hiển hiện cho các đối thủ cả con đực và con cái, vì là loài chim này muốn bảo vệ cái vùng nước của mình trước những người hàng xóm. Câu E, con chim đã quay lại trong vòng vài phút và chỉ ngồi cách đó một vài mét. Câu F, những bức ảnh thì đã thành công trong việc truyền đạt cảm xúc của anh ấy. Câu G, không có lời nói, chỉ có những hình ảnh đẹp đã nói lên tất cả. Anh nói và câu cuối cùng, câu H, có một sự thật khoa học trong những câu chuyện đó. Rồi, chúng ta sẽ quay lại quay lại cái phần của chúng ta nhé. Bài đầu tiên, từ đầu đó thì đến cái chỗ chúng ta cần điền thì trở lại dừng lại để chỉ chúng ta phân tích cho câu trả lời. Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Shirley James là một chuyên gia về loài chim bói cá. Một loài chim có màu xanh lam tuyệt đẹp, sống gần suối, ăn cá. Những cây cổ thụ nhô ra bên suối che bóng một nửa mặt, che bóng nửa cái mặt nước cạn. Màu xanh của lá cây mềm mại, màu nâu của bùn và nhiều màu vàng khác nhau của ánh sáng mặt trời chỉ là những màu chính, nhẹ nhàng như âm thanh của nước trong gió. Con chim bay cắt như một tia laser xuyên qua khung cảnh một cách thật nhanh và như một tia chớp, một đợt ánh sáng của một chuyển động khiến bạn gần như có thể cảm nhận được. Nó trôi qua trong một tích tắc, nhưng một cái dấu vết của hình ảnh vẫn còn sót lại. Sức mạnh của nó thì không tương xứng với kích thước của nó, có nghĩa là con chim bé nhỏ nhưng mà cái sức mạnh của cái cử động cái vụt bay qua rất là rõ ràng. Charlie James đã yêu loài chim bói cá ngay từ khi còn nhỏ. Rồi, đến chỗ điểm của chúng ta, đúng không ạ? Sau tất cả nó có rất nhiều câu truyền thuyết, rất nhiều cái truyền thuyết gắn với nó này. Thần thoại Hy Lạp cho rằng chim bói cá là một nữ hoàng mặt trăng biến thành. Một câu chuyện khác kể về cách con chim bói cá bay cao đến nỗi phần trên của nó có màu xanh của bầu trời, trong khi phần dưới của nó lại bị ánh mặt trời thiêu đốt. Rồi đến đoạn cuối cùng câu điểm thứ hai. Cho nên, mặc dù có rất nhiều màu xanh lam khác nhau xuất hiện trên lớp lông của loài chim bói cá, nhưng chúng thật sự là không có trên bộ lông của chúng thì không hề có một sắc tố xanh nào. Thay vào đó thì cấu trúc cái lông trên của chúng giúp cho tán xạ ánh sáng và phản chiếu mạnh mẽ màu xanh lam. Rồi, tất cả cái đoạn này, đầu tiên cái đoạn câu đầu tiên chúng ta điền đúng không ạ, là cần yêu cầu điền của cái điểm là thầy nói về cái loại tình yêu của Charlie James, nhân vật chính của cái bài báo này, với cái loài chim bói cá ở Da Sen. Trong những cái câu mà chúng ta cần điền
nói có lúc nào nói về cái tình yêu của anh ta không? Ok, mọi người thấy ngay câu C đúng không ạ? Đây ạ. A sure sign of that of his feeling. Một cái dấu hiệu chắc chắn cho những cái cảm nhận sâu sắc của anh ta với loài chim này, chính là anh ta không biết là vì sao mình bị cuốn hút tới loài chim này. Rồi, chúng ta sẽ phải điền câu C vào chỗ trống đầu tiên. Rồi, ở đoạn tiếp theo mọi người thấy rằng gì ạ? Sau một loạt những cái truyền thuyết gắn với cái đặc biệt con chim này, đó chính là cái màu sắc xanh trên cái bộ lông của nó, thì đến câu thứ hai rồi lại bên dưới là cái sự giải thích về mặt khoa học, đúng không ạ? Là mặc dù không có bất kỳ một cái màu sắc xanh ở trên lông ở đâu, nhưng do cái độ phản xạ ánh sáng, cái độ nhạy cảm và phản xạ ánh sáng màu, phản xạ ánh sáng xanh của cái lông chim đã khiến cho cái đặc điểm này. Vậy thì câu 2 này mọi người có nhớ một cái câu mà nói rằng là gì ạ? Là có một cái cái chứng cứ khoa học để giải thích cho nó, ở trên nói về lý giải vì sao cái màu xanh đặc biệt trên bộ lông của nó ạ. Vậy đây ạ. Câu hát ấy, there is some scientific truth in that story. Vậy là có một sự thật khoa học trong một câu chuyện về cái màu xanh đặc biệt trên cái bộ lông chim này. Và số 2 là điền câu hát của mình cho tôi. Ta đến câu 3 và câu 4 nằm cùng một đoạn, câu 4, câu 5 nữa, sẽ dịch luôn một thể nhé. Thật là ngạc nhiên khi một số không biết tưởng ra động vật hoang dã thì lại trở nên vô cùng là thích thú và nhiệt tình với loại chim bầu cá này. Kết hợp với màu sắc và cái thực tế rằng là loài chim bầu cá mặc dù rất là ngại tiếp cận trực tiếp với con người, nhưng lại có thể là dễ dàng là quan sát từ một nơi ẩn náu, đúng không ạ? Quan sát chúng từ một nơi ẩn náu, và bạn có thể và cái công thức, đúng không ạ? Và cái mà chính vì cái sự kết hợp đó, cái đặc biệt của màu sắc xanh cũng như là cái khó khăn khi tiếp cận ở trên này đã tạo nên một cái công thức cho một cái niềm đam mê trọn đời, đam mê bất tận, đúng không ạ? Cái chỗ ẩn náu đầu tiên của Charlie James đó là một cái gì ạ? Một cái chăn cũ kỹ mà anh ta phủ vào đầu mình. Trong khi anh ta đợi gần cái điểm ưa thích của con chim bò cá. Rồi đến đoạn điền thứ tư. Nhưng mà phải mất đến tận 4 năm, đúng không ạ? Phải mất đến tận 4 năm trước khi mà anh có được một cái bức ảnh gọi là đẹp đầu tiên, bức ảnh mà có hài lòng đầu tiên của mình. Trong khi đó thì cái loài chim bò cá ở châu Âu đã bắt đầu thống trị cuộc sống của anh ý. Anh ấy dành gần như tất cả thời gian anh ta có thể, đúng không ạ, tại một cái dòng nước, gọi là hiện tại một cái dòng suối, tại một cái dòng suối mà ở trong rừng nơi có nhiều loài chim bò cá. Vấn đề là trường học thì đã cũng cắt giảm cái thời gian dành cho loài chim, nên anh ta đã bị lỡ rất nhiều những buổi học và trở thành thứ mà anh ta tự mô tả là gì ạ, một sự thất bại về trong học tập. Rồi, và ta có câu điền thứ 5. Đoạn này không khó đâu, người sẽ phân tích những cái câu điền thế thôi, đúng không ạ? Ở cái đoạn, cái số điền số 3 ấy, là sẽ mở đầu cho cái giải thích, đúng không ạ? Sau đó là rất nhiều cái tay nhiếp ảnh gia hoang dã thú vị của loài chim này. Và họ có lý giải là vì sao họ đam mê như vậy. Câu này thì nó lại kết nối với cái câu trên khi nói về cái màu sắc xanh. Vậy thì cái câu ta cần điền sẽ là nối giữa hai cái ý. Và mọi người có nhớ trên không ạ, khi giải thích rằng là nó không có màu xanh trên lông, nhưng mà cái góc độ, cái khả năng phản xạ ánh sáng xanh của lông ấy đã khiến cho nó, đây cũng tiếp tục cái đoạn nói về màu sắc của lông, chính là cái câu A này. Đó là lý do vì sao cái giải thích ấy, khi câu trên đó là có cái thực tế khoa học trong cái câu chuyện đó, đúng không ạ? Cái khả năng phản xạ ánh sáng xanh, và đó là tiếp vì sao là cái bộ lông, cái màu sắc của lông thì một cái này nó lại biến chuyển cách thần kỳ đến như vậy. Ở đây thì có vẻ là xuống dòng hơi xa, đoạn này phải tiếp tục trong không cái số 3 nó phải nối lên đây, đúng không ạ? Tiếp theo ạ, là cái số 4 thì có nói về là cái đoạn mà mô tả cái nơi ẩn náu của Charlie James để anh ta có thể chụp được cái con chim này, đúng không ạ? Và sau đó có nói một câu là tận 4 năm trời ta mới chụp được cái ảnh phù hợp. Vậy thì ở câu thứ 4 này, đáp án phù hợp của chúng ta sẽ phải là đây ạ, cái câu này là câu E.
con chim thì khi mà anh ta đã đứng ở đó và ẩn náu ở đó để theo dõi nó để chụp ảnh thì con chim đã quay lại trong một vài phút và chỉ đứng ở ngồi cái đó không xa đâu, nhưng cũng phải mất 4 năm thì anh ta mới chụp được một ảnh không khí. Vậy là đáp án là câu số 4 chúng ta sẽ phải điền đó là câu E. Và cái đoạn này sau khi anh ta mô tả rằng là anh ta bắt đầu thú vị với cái loài chim ở châu Âu đúng không ạ, chim mồi cá ở châu Âu, nhưng mà cùng với đó thì lại việc là anh ta dành thời gian cho nó thì anh ta sẽ mất thời gian ở trường học. Và cái câu 5 này đúng không ạ, thì làm cái sự đền bù khi mà anh ta quan tâm tới cái loài chim mồi cá ở châu Âu và bỏ lỡ trường học đúng không ạ, thì ta sẽ phải điền cái gì đây ạ? Đó là cái câu đây ạ, nói về cái loài chim ở châu Âu đây. Nhưng mà cái niềm đam mê của anh ta với cái loài chim sinh trưởng ở châu Âu, sinh và là duy nhất có cá sinh trưởng ở châu Âu ấy, thì lại nhận được cái sự thu hút nhiều hơn so với trường học. Anh ta đã bỏ học. Và tôi sẽ về tiền được câu này với trường câu B. Rồi. Và vào năm 16 tuổi, anh đã được thuê làm cố vấn cho một cái tạp chí về thiên nhiên. Tiếp theo là một công việc trợ lý, đúng không ạ, cho biên tập viên. Sau đó thì anh đã dần dần chuyển sang thành cái công việc cuộc sống của một freelancer, nghĩa là người làm tự do đó, một tay chụp, một tay gọi là một thợ ảnh quay phim hoặc thợ ảnh quay phim tự do về đời sống hoang dã. Và những cái gì, cái điều anh ấy thực sự muốn làm bây giờ là làm một bộ phim rất là được, bộ phim là gấp nhất cuối cùng về Ultimate đấy, bộ phim cuối cùng về cái loài chim bón cá. Tôi rất là thích thú với cái tiếp cận đơn giản thôi. Tôi thích chụp từng phần của cái cánh của con chim, đúng không ạ? Vậy thì ở cái câu 6 này là đang nói về cái bộ phim và kết nối với đó là cái cách tiếp cận của người thợ này, của cái tay nhiếp ảnh gia này là gì ạ? Rất là đơn giản. Vậy anh ta muốn điều gì? Đây ạ, đó là câu cờ của chúng ta. Không cần lời thoại, chỉ là những hình ảnh, đúng không ạ, cũng có thể nói lên được mọi thứ. Vậy ta phải điền cái câu G này vào chỗ 6 này. Là cái đoạn ta nói về cái cách tiếp cận của mình trong việc xây dựng bộ phim đó, đúng không ạ? Tiếp theo, ok, câu nói thì không là cái vấn đề chính, đúng không ạ? Những cái gì ta sẽ thể hiện qua vấn đề chính. Anh đang suy nghĩ về những cái màu sắc của con chim mà anh đã dành không nửa đời mình để cố gắng tiếp cận, đúng không ạ? Và vẫn cảm thấy là vô cùng thú vị, quan tâm. Và đến câu tiền để có tiền ép của chúng ta, nhưng Charlie biết sẽ không có cái điều gì mối quan hệ của anh ấy với cái loài chim bói cá này thì sẽ hơn tất cả những gì mà cái kết quả công việc của mình, cái bức ảnh, cái bộ phim của mình có thể thể hiện. Ở câu 7 này như thế nói là cái niềm đam mê của anh ấy, đúng không ạ, niềm yêu thích của anh ấy với cái loài chim bói cá, cũng như là những cái sau đó thì có nói là những cái bức ảnh ấy thì cũng đã thể hiện được cái tình cảm quan tâm của anh ấy. Vậy thì ở đây cái chỗ điểm của chúng ta phù hợp nhất sẽ phải là câu S. The photograph succeeds in communicating something of its feeling, là cái bức ảnh ấy cũng đã phần nào, đúng không ạ, truyền đạt gửi được những cái cảm nhận, những cái tình cảm đặc biệt quan tâm anh ấy với là chim bói cá. Tuy nhiên thì anh ấy biết rằng là vẫn còn hơn nữa, vẫn bức ảnh nó vẫn chưa thể hiện được hết. Đó là cái dạng của chúng ta. Ok, rất là khó. Ta kiểm tra lại các anh chị nhé. Cái bài này khi anh chị làm trong trên máy á, đang chỉ việc là lựa chọn đáp án thôi, không phải điền. Anh chị nhớ là bài luyện tập chỉ là 7 câu, bài bài thi chỉ có 5 câu thôi. Chúng ta phải để ý xem là cái câu mà họ đưa vào câu hỏi là câu nào nhá. Người chữ ở đây thì nó ngắn, không thể nào có cả cái câu hỏi, cả cái câu trả lời vào được. Tôi chỉ đánh dấu theo cái letter mà cái câu có được ngắn mà thôi. Câu 1 ta sẽ điền là C, câu C ạ. Câu đoạn trống số 2 ta điền là câu H. Đoạn trống thứ 3 ta điền là câu A. Đoạn trống thứ 4 ta điền là câu E. Đoạn trống thứ 5 ta điền là câu B.
đoạn trống thứ 6 ta điền là câu G, đoạn cuối cùng ta điền là câu F. Ok, chúng ta sẽ sang bài tập số 2. Bài tập này khó, rất là khó. Chúng ta cũng sẽ có câu tội 7 câu. 7 câu đầu tiên. Trước hết là ta sẽ nhìn qua cái câu cần điền xem là có phân tích nghĩa không ạ. Mọi người đợi chút ạ, cháu học quá. Ok, xem 7 câu điền trước nhất anh chị. 8 câu nhé, đây có 8 câu đã phải hiểu hết nghĩa đúng không ạ? Cái ý tưởng này, câu đầu tiên này, ý tưởng này đã mang tới một nụ cười với trên khuôn mặt của bà Lassas, người đã 70 tuổi và vẫn là một tay chơi cừu côn. Đúng chưa? Tiếp theo ạ, làm từ cái loài gỗ, cái thân gỗ này là cây gỗ gì đấy? Birch wood. Thân birch wood là cây gỗ gì để mà tôi cũng không biết, mọi người từ này tôi không biết. Để xem để tôi tra lại từ birch wood. Còn trà xịt gỗ phong vàng, gỗ phong, cây gỗ phong đúng không ạ? Và mahogany là cái gỗ thứ hai. Từ cây gỗ, cây phong này. Đây là gỗ cây gỗ có gì? Giải ngựa xoan đào. Cái xoan đào của chúng ta đấy, cây phong và cây xoan đào. Ok. Ok. I don't know. Cái phong và xoan đào thì mỗi cái sản phẩm này nặng 12 cân và dày 1 cm. Pitch and Notte, đây là tên của cái trò chơi này đấy ạ. Được chơi với 2 hoặc 4 người thì là một cái trò chơi về kỹ năng. Cái bảng gỗ chơi Pichinote của ông được ông làm từ một cái tấm ván gỗ cũ, ván gỗ cũ, từ cái gỗ, từ thức ăn cũ đúng không ạ? Thì đã không bị bỏ lãng quên và họ tiếp tục chơi thường xuyên. Khi được mọi người hỏi, bắt đầu hỏi về cái nguồn gốc của cái trò chơi này, thì Ted đã quyết định là làm một cái nghiên cứu nhỏ. Rất nhiều những cái giải đấu bắt đầu được diễn ra và một cái cúp được gọi là vua của cúp vua Pichinote đã được tạo ra. Tuy nhiên cái ngày đó sẽ không xa khi mà gara của anh em trai này sẽ trở thành nơi đỗ của chiếc Mercedes sang trọng hơn là những cái cưa và những cái tấm gỗ. Rất ngạc nhiên làm thế nào để tò mò về cái muốn biết là cái sự hấp dẫn của cái trò chơi này lớn như nào. Thì vào một buổi tối thì anh em trai đã mang cái bảng gỗ chơi mới của Dave tới một cái quán bar thể thao ở Santa Fe. Ok, ta sẽ cùng đọc và cho ra điền cái câu vào nhé. Trở thành người chiến thắng. On to a winner, đúng không ạ? Trở thành người chiến thắng. Hai anh em nhận ra rằng là gì ạ? Trò chơi thơ ấu của họ có thể là một cái ngành kinh doanh rất là tốt. Dave và Norm Lagos, hai anh em
Bashi viện hai em dâu giận giận chiều dâu ở cái độ tuổi 40 thì đang ngồi trong ngôi nhà khiêm tốn của họ ở Santa Fe ở New Mexico, nước Mỹ và hồi tưởng lại thời thơ ấu của họ. Trước mặt họ là một tấm bảng gỗ chứa những miếng nhựa tròn. Họ đang chơi cái trò chơi Pinocchio cổ xưa và một cái trò chơi mà theo họ thì sao ạ? Là không giống với bất kỳ trò chơi nào khác. Ông nội của họ, Lucien Rousseau, một người bán tạp hóa gốc Quebec, Canada, đã đưa trò chơi này vào Hoa Kỳ và giới thiệu nó với gia đình mình. Không lâu trước đây thì chỉ có vào một cuối tuần và ngày lễ, cả gia đình đều sẽ tập hợp và chơi với trò chơi này. Dave nói, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Cuối cùng thì gia đình đã chuyển tới New Mexico, rồi chúng tiền điều cho là số 1. Và nếu như những người khách ghé thăm thì thường bị mê hoặc bởi vì cái trò chơi này hoàn toàn không được biết tới ở Nam Hoa Kỳ, Nam Mỹ. Rồi câu 1 chúng ta là đang nói về cái truyền thống chơi cái trò chơi tên gọi cái trò chơi trên bảng gỗ đấy ạ. Của gia đình và sau đó thì là cái sự đam mê của người khách đến thăm. Ta sẽ xem cái câu nào phù hợp điền vào đây. Ở trên ta nói về người ông đúng không ạ? Ông đã mang cái trò chơi rồi ạ, đây ạ, grandfather. Vậy thì ở đây ta sẽ thấy cái câu này, đây ạ. But grandpa pitched the table with his made out of wood and foot cross. Rồi ạ. Ta sẽ điền câu này là gì? Nhưng mà cái bảng trò chơi của ông thì của người của ông thì không bị quên lãng và họ vẫn tiếp tục chơi thường xuyên. Vì vậy ở số 1 các anh chị sẽ phải điền câu D vào ạ. Đây ạ. Tiếp tục ạ. Là Jeff là đã mang cái bảng trò chơi Pichinote cổ ra và nhận thấy rằng nó đã bị nứt vỡ, là crack, bị nứt vỡ và đã bị nứt và vỡ ra nên là quyết định làm một cái mới. Cái việc này hóa ra đã trở thành một điều tuyệt vời, đúng không ạ? Một người thân đã nhận ra, đã để ý và cũng muốn một cái. Sau đó một người bạn thì cũng muốn một cái. Rồi cái số tiền thứ hai của chúng ta. Mọi người ở đó bắt đầu xem, Dave nói và nói không bao giờ tôi sẽ chơi cái trò chơi ngớ ngẩn này đâu. Sau rồi thì họ ngồi xuống và nhanh thôi, bạn sẽ không thể nào rời bỏ được bàn chơi, nghĩa là bị cuốn hút vào cái trò chơi đó. Rồi, vậy là câu số 2 này là cái sự kết nối giữa cái việc là Dave đã làm cái bảng trò chơi mới để cái bảng của ông đã bị nứt và vỡ mất rồi. Ở đây thì và sau đó thì mọi người quan tâm và mọi người chơi những trò chơi rất là say mê. Chính vì vậy thì câu điền ở đây sẽ là câu nối khi mà cái sự kiện xảy ra là khi họ mang cái bảng trò chơi đó, cái bảng mà mới làm đó tới một quán bar. Và câu điền của chúng ta câu này sẽ phải là câu khác để muốn xem là mọi người thú vị với cái trò chơi mức độ như thế nào thì anh em đã quyết định mang từ cái bảng quán bar thể thao ở Santa Fe. Ở đó thì đầu tiên người ta đến ta xem này. Ta nói là gì ạ? Không phải chơi trò chơi ngớ ngẩn đâu, nhưng mà khi đã ngồi xuống rồi thì say mê không xuất ra được. Ok, ta tìm câu khác đây. Đến câu 3, ta xem nhé. Câu 3 là câu đầu tiên. Nguồn gốc, anh ta phát hiện ra rằng là có lẽ bắt đầu gốc của trò chơi đấy, bắt đầu ở Ấn Độ, nơi mà một cái trò chơi tương tự được gọi là Carom, đúng không ạ? Có một trò chơi tương tự được gọi là Carom. Trò chơi đã được chuyển thể thành một cái trò chơi có tên là Squares và được chơi trong các quán rượu ở Anh khoảng một thế kỷ trước, đúng không ạ? Nhưng sau đó người Anh đã di cư đến Canada và đã mang ra trò chơi như này. Pichinote là tên của phiên bản khác Canada, là của trò chơi được phát triển ở Quebec. Câu này dễ quá, câu này mọi người nhớ được cái câu đặc biệt nói về cái lịch sử của trò chơi, đúng không ạ? Vậy thì ở câu 3 này thì câu nói về lịch sử trò chơi ấy, câu E đây. Đây ạ. Khi mà mọi người bắt đầu hỏi về cái nguồn gốc của trò chơi thì Tết có quyết định làm một cái nghiên cứu. Và cái thông tin được cung cấp từ sau là nói về cái nguồn gốc của nó, đúng không ạ? Từ Ấn Độ cho đó. Rồi em.
từ Ấn Độ, sau đó thì sang Anh, và rồi cái phiên bản trên thông tê họ có bây giờ là sự kết hợp của giữa người Pháp và người Canada. Ở chỗ điểm thứ tư này, mỗi người chơi được 12 miếng thì gọi là box, sau đó thì họ sẽ phải búng nó. Trò này nó giống như chúng ta chơi trò bắn bi của chúng ta nhé, họ sẽ phải lướt nó qua những cái gọi là gì ạ, trên một cái bảng giống như bánh xe, bằng cách sử dụng ngón tay giữ hoặc ngón tay trỏ của chúng ta. Ta bắn cái miếng thẻ đó, đúng không ạ? Lần chúng ta có búng nó vào được một cái lỗ nhỏ thì có sẽ được 20 điểm. Ba cái vòng đồng tâm, ba vòng tròn đồng tâm xung quanh lỗ. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái tâm để ta búng cái miếng nhất tới ấy, đúng không ạ? Thì có giá trị được là điểm là 15, 10 và 5. Tám cái lỗ nhỏ, đúng không ạ? Tám cái cốt đây là các cái trục trên cái bảng, nó sẽ có những cái ụ gỗ nhỏ ấy ạ, đúng không ạ? Tám cái ụ gỗ nhỏ thì sẽ là những cái chướng ngại vật, và mỗi cái lần chơi, mỗi lần trò chơi thì chỉ kéo dài khoảng 2 phút thôi. Vậy là đây là mô tả, đúng không ạ? Mô tả về cách chơi cái trò chơi này như thế nào. Thế cái câu phù hợp ở đây, đúng không ạ, sẽ là cái câu nói về đây ạ. Pichinote là một cái trò chơi là được chơi bởi 2 hoặc 4 người, thì là một trò chơi về cái sự khéo léo, kỹ năng. Vậy ta sẽ điền chữ 4 ra thì điền câu C ở đây ạ. Được rồi. Và trong dòng tiếp theo, khi họ thấy trò chơi này đã phổ biến ở những quầy bar, ở những quán bar ở Santa Fe, Lagos, anh em nhà Lagos đã làm thêm một vài tấm bạc nữa và đưa chúng đến các khu chợ và hội chợ thủ công. Các đám đông tụ tập, đúng không ạ, và tiền đổi chủ, tiền trao tay, và cái độ nổi tiếng của trò chơi này cũng tăng lên. Rồi đến cái câu số 5, với cái sự rộng rãi lan truyền nhiều hơn nữa, những cái tấm bảng càng bán được nhiều bán được nhiều, và anh em lại quyết định là đầu tư toàn bộ thời gian để sản xuất ra cái bảng để chơi trò chơi này. Vậy số 5 là nói về cái việc phổ biến của trò chơi này khi mà họ đưa tới những cái hội chợ, đúng không ạ? Hội chợ rồi các thứ. Vậy thì ở đây sẽ phải nói về cái sự phổ biến. Ok, sau đó championship began, cái trận lệ, đúng không ạ? Những cái giải đấu diễn ra nhiều đến nỗi mà thậm chí đã có một cái cúp tạo ra, đúng không ạ? Ta điền câu S số 5 anh chị nhé. Một cái cúp được tạo ra. Rồi, đến đoạn tiếp theo, họ đã thiết lập một cái xưởng làm việc trong gara của mình, trong gara ở ngôi nhà và bắt đầu sản xuất những cái tấm bảng chơi. Đến bây giờ đã làm được khoảng 450 bảng, đúng không ạ? Có một cái đoạn trống này, chúng ta cần điền số 6 này. Và như Norm giải thích, đúng không ạ, chúng rất bền vì những cái bảng này phải chịu được cái sự mài mòn trên cái trò bắn nước trên cái mặt bảng của nó mà. Và với những cái chiếc sẵn có thì có thể mua với giá là 595 bảng, xin lỗi, 595 đô trên cái trang web của anh em trai này. Vậy là câu 6 này đã nói về cái việc sản xuất cái bảng, đúng không ạ, như giá thành của nó. Vậy thì ở câu 6 ta sẽ điền câu đây ạ, nói về cái việc sản xuất, đó là cái sản phẩm này được làm từ gỗ cây phong và gỗ cây xuân đào nặng 12 kg và 1 cm/cm, đúng không ạ? Sau đó thì vậy ta sẽ điền câu 6, ta sẽ điền câu đây là câu gì ạ, câu B của chúng ta. Cuối cùng, tuy nhiên thì vẫn chưa có những cái tay chơi gọi là chuyên nghiệp, Pichinote chuyên nghiệp, hay là vẫn chưa bao phủ, chưa quảng cáo trên TV, hay để tạo ra gọi là những cái người nổi tiếng liên quan đến cái trò chơi này. Rồi đến câu số 7 này. Và cho tới khi đó thì anh em nhà Lagos rất là vui vẻ khi dành thời gian và thời gian của họ nghỉ làm để có thể làm ra cái trò chơi mà họ hy vọng rằng sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ sau. Đây là câu 7 và câu cuối cùng. Có một đoạn trên là giải thích là dĩ nhiên là vẫn đang trên quá trình phát triển thôi, và họ hy vọng rằng một ngày nào đó thì sẽ thật sự kiếm tiền được từ trò chơi này. Vậy thì câu 7 là liên quan tới đây ạ. Mọi người nhớ cái xưởng của họ là làm trong gara không? Tuy nhiên ngày kiểm đó sẽ không xa, đúng không ạ? Khi mà gara của họ sẽ là nơi chứa chiếc xe, ý là thể hiện thành công của họ đấy ạ, chiếc xe đắt tiền Mercedes, đúng không ạ, hơn là bây giờ đang trồng chất
những cái cưa và những cái tấm gỗ. Vậy chỗ cần thiết cuối cùng chúng ta là thực hiện tiền đô gờ cho tôi ạ. Ok, và đó là bài tập số 2 cho phần 2, một cái phần thi rất là khó ở cái trình độ B2. Chúng ta ngoài cái việc từ vựng, ta còn phải liên kết dựng ý và cũng như là các cái ngữ cảnh của các bạn. Các anh chị kiểm lại, kiểm tra lại đáp án của cái lượt tập số 2 này nhé. Chỗ 1 ta điền D, câu 2, chỗ trống 2 ta điền câu H, chỗ trống 3 ta điền câu E, chỗ trống 4 ta điền câu C, chỗ trống 5 ta điền câu F, chỗ trống 6 ta điền câu B và chỗ trống cuối cùng ta điền câu G. Ok, đó là bài tập số 2. Tôi sẽ nghỉ buổi chiều nay ở đây thôi ạ. Tôi sẽ còn một buổi về học cuối nữa và ta sẽ cover chữ tất cả. Cô kiểm tra này, cô kiểm tra này, cô lót lại câu trả lời từ đầu từ bài này từ 7 đấy ạ. Cô bài này những mỗi bài này chưa? Dạ vâng, đây ạ, người nhìn lại. Câu 1 ta điền D này, câu 2 là điền H, chỗ điền H, chỗ 3 ta điền câu E, 4 ta điền câu C, 5 ta điền câu F, 6 ta điền câu B và 7 ta điền là câu G ạ. Vâng, ok, vậy là chúng ta đã xong 6 buổi, còn một buổi cuối cùng. Còn một ít tài liệu nữa, một ít bài nữa là sẽ giải quyết nó trong buổi cuối cùng, cũng như là đặc biệt là trong buổi cuối chúng ta sẽ có những cái sự trọng tâm, trọng điểm. Nên là buổi cuối sẽ là vào tối thứ 3 thì bạn cũng cho nhớ nhầm. Thì tối thứ 3 các anh chị cố gắng thu xếp thời gian các bạn rất đông đủ nhé. Và tối thứ 2 các anh chị sẽ có cái buổi thi thử có hướng dẫn, thì buổi đó cũng rất là quan trọng. Vì đến bây giờ mà vẫn có người hỏi là thi máy tính ạ, ta phải có máy tính. Nhắc lại 4 kỹ năng thì ta phải năng nghe đọc viết, nên chỉ phải có máy tính để làm thi. Thi hội thoại thì có thể chúng ta vẫn tiếp tục cái máy tính. Nếu mà cái mic có tốt không thì có thể dùng điện thoại và camera của điện thoại cũng được. Ok, buổi học ngày mai ta sẽ nghỉ ở đây thôi. Tôi sẽ gửi anh chị link điểm danh trên nhóm Zalo. Dạ cô ơi. Vâng. Thưa cô, là bây giờ mình còn cái phần viết nữa phải không cô? Phần viết thì như này. Trong tài liệu, có lẽ là tôi sẽ giải thích nhanh cho mọi người, vẫn không sao đâu ạ. Ta còn đọc và viết. Viết thì nó gồm có 3 phần. Đây tôi sẽ chiếu cho các anh chị hình dung. Đây, viết của chúng ta gồm có 3 phần. Cái phần 1 là phần điền từ. 10 trong 15 từ, phần này rất là dễ đơn giản thôi. 15 từ cho trước, ta điền vào đó 10 từ. Nghe chỉ chữa một xíu là xong, không vấn đề gì cả. Còn hai phần còn lại là phần viết thư và phần essay. Thì trong tài liệu của chúng ta đều có đề mẫu, được chưa ạ? Mọi người bỏ qua cái phần mà dựng câu nhé. Ở cái phần 2 của bài viết ạ, thì 5 cái practice liên quan đến dựng câu chúng ta không thi vào định dạng này. Mà các anh chị chỉ quan tâm từ luyện tập số 6 trở đi ạ. Ở phần 2 bài viết ạ, là chúng ta có một cái đề bài như sau, như này ạ, đúng ạ, như này, và sau đó các anh chị viết thư để trả lời. Thì dưới mỗi đề bài đều đã có câu trả lời mẫu, anh chị hình dung không ạ? Đó, nên là chúng ta sẽ dễ dàng tham khảo và ôn luyện, không phải chữa gì cả. Và mọi người đều có câu hỏi mẫu cho mỗi đề bài rồi. Và đến cái phần part 3 cũng vậy, part 3 là cái chủ đề viết luận cũng đều đã có bài mẫu ở bên dưới rồi. Nên là đến cái hôm cuối khi giới hạn những cân trọng điểm thì sẽ có cái sự rút gọn hơn với cái chủ đề này. Và đều đã có những cái bài mẫu rồi. Nên là tôi sẽ, mọi người sẽ có thể tham khảo được. Hoặc tôi sẽ hướng dẫn các anh chị thêm để cái việc tìm những nguồn tài liệu tham khảo bên ngoài, hoặc là không thì cần tham khảo nhưng trong tài liệu tham khảo ta là được rồi ạ. Tôi đã hình dung các bạn về bài viết thì chủ điểm đều đã có bài mẫu đi xong, chúng ta sẽ không mất công chữa nữa, nên thời gian cũng không có gì, nên không có gì là khó cả. Mọi người chỉ cần nắm qua để hôm tới chúng ta thi. Mọi người sẽ hình dung này, là với kỹ năng viết thì sẽ có 3 phần, đúng không ạ? Phần 1 là điền từ, nhưng là cái 15 từ này cho trước rồi. Và sau đó hai cái phần chính mình chiếm nhiều trọng điểm nhé.
là phần viết thư và phần viết luận thì đều đã có đề và câu trả lời mẫu trong tài liệu ôn tập của anh chị. Các anh chị có thể tham khảo rất dễ dàng. Rồi, có ai còn câu hỏi gì nữa không ạ? À, nếu không có thì ta sẽ nghỉ ở đây các anh chị nhé. Tôi sẽ gửi anh điểm danh trên nhóm Zalo. À, xin chào cả lớp. Goodbye. Thank you so much. Goodbye. Yes.